Vâng, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn một mẫu sản phẩm của hãng ZZRC. Thì nói chung là mẫu sản phẩm máy bay của ZZRC thì con nào bay cũng khá là ok. Và hôm nay mình sẽ khui hộp cái mẫu sản phẩm ra cho mấy bạn xem ha. Đấy, mình sẽ tháo máy bay ra. Đó, và bên đây bên trong là mẫu máy bay của chúng ta ha. Linh kiện thì mình sẽ hướng dẫn sau, sẽ hướng dẫn. Và đây là máy bay của chúng ta, máy bay gấp lại rất là gọn. Khi ta mở ra, ở đây nó có sẽ có một cái nút nhấn ha. Các bạn sẽ nhấn vô và mở hai cánh ra. Đấy. Đó. Thì cái mẫu máy bay này thì màu xanh khá là đẹp ha. Thì nó chỉ có một màu duy nhất thôi. Đó. Thiết kế khá là ok. Thì muốn sử dụng được máy bay này á, đòi hỏi bạn phải có một cái phần mềm. Và cái phần mềm đó có tên gọi là ZZRC ha. Các bạn có thể bấm trên cái app, nó sẽ ra cái phần mềm gọi là ZZRC, hoặc chúng ta có thể quét mã QR này, nó sẽ ra phần mềm cái icon như thế này nè. Đó. Hoặc nó đang có một cái phần mềm mới, tức là tập hợp có thể điều khiển nhiều loại máy bay của hãng ZZRC á, chúng ta sẽ quét cái phần mềm này. Nói chung phần mềm nào điều khiển cũng được, thì tí nữa mình sẽ test cho các bạn xem hai cái phần mềm đó. Thì mình đã tải về rồi. Đây, một cái phần mềm là ZZRC nè. Lúc trước còn cái phần mềm lúc sau này á, nó là cái phần mềm dạng này ZZRCTXT ha. Thì cả hai cái mẫu đều xài ok. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng cái máy bay này, cách kết nối ha. Thì đầu tiên á thì chúng ta sẽ cần phải kim pin vào ha. Các bạn đẩy hấp xuống. Đó. Sẽ có một cái chui pin nè. Nghe, các bạn sẽ ghim vào nha. Đó. Các bạn ghim vào. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ đậy nắp lại. Đó. Thì cái mẫu này nó có công tắc, cho nên khi nào chúng ta bật công tắc thì chúng ta sẽ bấm nút này. Bấm một cái thôi thì nó sẽ mở lên ha. Thì khi đó thì các bạn sẽ mở cái điện thoại của ta lên, và chúng ta sẽ vào một cái wifi ha, một wifi. Đó, mình sẽ để cái hộp đây, tí mình sẽ cho các bạn thấy. À, vào wifi. Sau đó nó sẽ hiện lên một cái ZRC nè. À, chúng ta sẽ kết nối vào. Mình sẽ mở phần mềm đầu tiên của ZRC lên ha. Sau khi kết nối vào á, chúng ta sẽ mở phần mềm ZRC lên. Thì nó sẽ hiện ra một cái bảng, thì bạn sẽ bấm connect. Đợi một chút xíu, khoảng vài giây thì nó sẽ hiện ra. Đấy, các bạn mở on lên để cho ra bộ điều khiển. Các bạn mở nút này nè. Đó, nút mũi tên lên, mũi tên xuống thì nó sẽ hiện ra bộ điều khiển như thế này. Đấy, và đây là cái mẫu máy bay của chúng ta. Đây, quay ngược camera vô phía mình đây. Đây, mẫu camera của chúng ta ha. Đó. Đó, hình cái máy câu, câu bên. Đấy, cái hộp đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách điều khiển ha. Thì muốn điều khiển quay cánh á, thì đầu tiên các bạn phải bấm nút này. Nút này nó sẽ quay cánh ha. Đó, nút này là hạ cánh nè. Quay cánh nhưng mà bay lên thì mình phải kéo ga lên. Còn hạ cánh á, thì mình bấm nút này nó sẽ tự động hạ cánh xuống. Đó. Và một số nút chức năng. Nút này là chụp ảnh. Nút này là quay phim. Bấm đây để quay phim. À, muốn ngừng lại ta bấm một cái nữa. À, nút này là tốc độ nhạy, nhanh chậm 30-60% hoặc là 100%, tức là nó sẽ bay nhanh hoặc là chậm. Còn cái nút 360 độ này là nhào lộn, khi chúng ta bấm gạt thì nó sẽ nhào lộn ha. Nút này là nút dễ hướng bay. Khi bay một khoảng độ cao, bạn muốn dễ hướng bay, các bạn dễ thì máy bay nó sẽ bay theo cái hướng dễ của các bạn. Muốn ngừng hoạt động của hướng dễ thì ta bấm một cái nữa trở lại bình thường để điều khiển. Còn nút trong đây, nút trên là nút đảo ngược camera. Nói chung là không sử dụng tới khi nào mà camera bị ngược thì mình mới sử dụng nút này ha. Đó. Cái nút này á thì không sử dụng luôn ha. Cái này thì có kính VR box thì mình đeo vô thôi, nhưng mà không sử dụng tới. Cái nút này là cái nút chế độ không đầu. Khi ta bấm vô đây, máy bay sẽ chớp đèn và chuyển sang chế độ không đầu ha. Thì chế độ không đầu sẽ không phân biệt đầu đuôi, các bạn bay hướng nào cũng được, mình sẽ tắt để tiết kiệm pin. Đó. Còn cái nút dưới đây á
là cái nút cài đặt lại chế độ ban đầu. Khi máy bay không nghe ý muốn của chúng ta, chúng ta muốn cài đặt lại chế độ ban đầu thì chúng ta sẽ, sau khi kết nối xong chúng ta sẽ bấm nút này thì máy bay nó sẽ chớp nhanh và nó sẽ đứng đèn, thì khi đó nó sẽ đã cài đặt lại chế độ ban đầu ha. Đó, thì đó là một cái phần mềm thứ nhất. Còn cái phần mềm thứ hai ở đây á, nó là cái phần mềm GGRC test này ha, GGRC mới này. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở cái phần mềm ra và mình sẽ thử cái phần mềm mới ha. Mở máy bay lên và mình sẽ thử cái phần mềm mới. Đó, thì đầu tiên lúc nào chúng ta phải mở máy bay lên trước, sau đó các bạn mở cái remote, mở cái điện thoại lên. Mẫu này thì điều khiển điện thoại không có remote. Đấy, đợi xíu, đợi xíu nó sẽ lên cái wifi ha. Đó, thì chúng ta sẽ kết nối vào. Đó, thì sau khi kết nối thành công á, thì các bạn sẽ mở cái phần mềm, nói chung xài phần mềm GGRC kia cho nó quen. Thì phần mềm này mới nó hơi lạ một chút xíu, bởi vì phần mềm này nó tập hợp để điều khiển được nhiều loại ha. Bấm skip để bỏ qua. Đó, thí dụ H37 thì chúng ta sẽ chọn máy bay này. À, chúng ta có thể kéo lên đây xuống để chọn máy bay thích hợp, hoặc chúng ta có thể lướt để chọn máy bay của mình đây. Máy bay của mình đây, chúng ta bấm Connect. Thì khi đó nó sẽ hiện ra một cái bảng điều khiển. Đó, thì các bạn cũng mở on lên. Đó, mở này cho nó về nút cân bằng ở giữa. Đó, thì chúng ta bấm này thì nó xuống sẽ cất cánh và bay lên ha. Nút này sẽ hạ xuống. Nói chung thì chức năng cũng như nhau. Đó, cũng có vẻ hướng bay. Đó, nói chung thì mình khuyên các bạn nên sử dụng phần mềm kia, vậy phần mềm này nó mới ra thôi, sử dụng phần mềm cũ nó ổn định hơn, cũng có độ nhạy nhanh 50-60% ha. Tuy nhiên cái phần mềm này thì mình không có thấy cái nút chụp ảnh camera ở đâu, mình đã tìm hiểu mình không có thấy ha, cho nên xài phần mềm kia thì nó ok hơn. Đó, đã khá như vậy. Và bây giờ mình sẽ bay thử cho các bạn xem ha, cái mẫu sản phẩm này ha. Bay rất là đã.
sau khi chơi một khoảng thời gian á, các bạn thấy máy bay chớp đèn nhanh thì khi đó máy bay báo hết pin thì chúng ta nên hạ máy bay xuống để nghỉ ha. Bình thường kết nối thì nó sẽ đứng đèn, chơi khoảng thời gian nó sẽ chớp đèn rất là nhanh, chúng ta nghỉ. Thì trọn bộ sản phẩm này á, thì nghĩ thì ta sẽ sạc với dây sạc như thế này ha. Đây là cái USB sạc một đầu, các bạn ghim vô cốc tại điện thoại hoặc là cái cốc USB của PC hoặc là laptop á. Cái đầu còn lại thì cục pin thì chúng ta sẽ ghim vào đây. Thì ghim vào á thì nó sẽ không có cháy đèn ha, khi đầy thì cái này nó sẽ sáng đèn lên. Thì trọn bộ sản phẩm này á gồm có một cái bài điều khiển như thế này, có camera, cái pin sạc thì nằm ở trong, một cái USB sạc. Ngoài ra các bạn sẽ có bốn cái cánh thay thế như thế này ha. Các bạn lưu ý là nó sẽ có ghi chiều A và B, nếu chúng ta hư cánh A thì các bạn sẽ thay chiều cánh A vào nè, để ý nè, hai chiều cánh máy bay nó ngược nhau nè. Đó. Đó, và một cái gỡ cánh, tháo cánh, dụng cụ tháo cánh chúng các bạn để vô các bạn gỡ lên. Đấy. Và sách hướng dẫn. Tuy nhiên mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi ha. Vâng, thì nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, các bạn có thể truy cập vào website trực tuyến asin.vn ha, và gõ vô một từ khóa là H43WH thì nó sẽ ra trọn bộ này nha, sản phẩm này ha, H43WH. Khi sử dụng xong thì chúng ta muốn gấp lại, chúng ta sẽ bấm nút và các bạn sẽ gấp cánh lại ha. Đó. Và các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh, thì mình sẽ luôn luôn có nhiều mẫu sản phẩm mới, độc đáo và thú vị sẽ update cho bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh asin.vn channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.